quân sĩ gia đình nhạc cụ chu tương. Không một tiếng trả lời, không một người lai vãng. Tình quân cấp báo, có chuyện gì? Lệnh chủ tướng, tự nhìn chủ tướng cho hay. Diện binh đâu? Lệnh động lên. Lui. Trần Vinh tham lại, ngươi là một kẻ bất tài vô dụng, không mang về cho ta bày ngựa chiến, lại còn thất bại ngay cả việc bắt Quanh Kiều mà thay thế Thùy Dung. Tội của ngươi, đáng ra ta phải gia hình. Nhưng ta còn nghĩ chút tình, lột tước phẩm, đuổi về làm dân giả. Trời! Trời ơi, màn tối buông dần, khung trời tô hẹp, đường về xuôi sương bạc bùa dần. Chàng trai đó gì hay khởi đầu từng bước xuống âm tình. Không! Dù anh thép phá tan mặt tôi, sẽ không gian mở lối ta đi. Địa bàn đang thu hẹp chi chân mi, và đất chết đang chờ giờ xây mộ địa. Đừng, tiếng thời gian ơi, đừng làm ta rung sợ. Khi ta nghe rồi ra thịt xương, và trong giấc mơ sụp đổ một tiếng đường gào thét vừa đêm thâu, như réo gọi linh hồn quyết tiếp nối quãng đường gian dở. Thì đoán còn bị rút nhịp không. Có phải vậy không? Ở những năm gian bàn bạc, hay đây chỉ là tiếng vọng ước mơ của một tâm tư của mẹ loan? Kẻ mất lối đi biết tìm đâu chỗ. Còn sống tên
đời này ai là kẻ xóa thương ta. Sông Hàn xưa còn đâu nữa bóng người cha, mà tất cả bây giờ ly tán. Lần về quê thêm ngỡ ngàng cùng cảnh vật, chớ không làm sao nhặt lại chút bờ vơ trong cõi tha ma lạnh. Từng lớp quang hồn trong bóng đêm ẩn hiện chờn vờn nanh vuốt nhọn, cười trong tiếng khóc gọi Trần Vinh. Cứ đợi một mình ta giữa bốn bề sương lạnh, mà màn đêm dây phổ bóng đây là đâu, đây là đâu kìa, một ngôi mộ quang vắng như chập chờn ẩn hiền bóng hồn quang. Giống ruồi nào ta lại dừng bước nơi đây, nơi đầy ái nhân nỗi mồ xa lạ. Và cha tôi biết ở đâu là mộ địa, còn sớm hôm đó lượn khói phần thần. Cha, cha bây giờ con đã biết nhớ tới cha thì tất cả đã mất hết rồi. Chỉ còn lại trong lương tâm con vết bờ, với hình ảnh mảnh kim bài đang chiếu trong tim con. Cha, giờ đây con đã biết nhớ tới cha thì tất cả đã muộn rồi. Trần Vinh này sẽ đến ngôi mộ cha mà tạ tôi. Cha, qua đây chơi. Tự nhiên qua đây chơi. Có chuyện vui, có người gác rồi. Ai gác cho mày? Cậu Lê Nhu. Trời ơi, cậu Lê Nhu. Mày xạo, cậu Lê Nhu đi canh gác cho mày hả mày? Có cái vấn đề này tao mới nói. Tao nói mày cậu Lê Nhu không phải là canh gác cho tao. Chứ nhưng mà có vấn đề nên tao mới rảnh tao qua tao kể cho mày nghe. Vấn đề mày qua đây mày kể tao nghe. Chứ sao? Mày cũng rảnh quá ha. Mày rảnh không? Rảnh. Tao kể mày nghe. Hai đứa mình rảnh hết rồi. Đó, tao nói mày nghe nè, tao đang canh gác, tao lo thuốc cho cậu Lê Nhu đó. Cái cô Quanh Kiều thường thường là đi hái thuốc về cậu Lê Nhu. Biết rồi. Đó, cái cậu Lê Nhu mới gặp cô Quanh Kiều, cái cậu Lê Nhu nói cảm ơn Quanh Kiều. À, Quanh Kiều đã cứ lo lắng cho Lê Nhu về hoài, ơn nghĩa này biết bao giờ Lê Nhu đền đáp. Cái cô Quanh Kiều nó thôi tình chiến binh mà có gì đâu anh ngại. Đó, cái cậu Lê Nhu nói nhiều lúc Lê Nhu muốn nói với Kiều là Lê Nhu muốn nói. Nói sao? Trăng đêm nay sáng quá. Cái cô Quanh Kiều nói đúng rồi, trăng sáng quá. Rồi cậu Lê Nhu làm gì? Quay qua hung cái ma. Kỳ quá. Tự nhiên tả cảnh tả trăng rồi cái hung cái má anh ta. Đó, thấy không, thấy không? Thì nó mày vui vui lắm. Đúng hả? Bữa sau ha. Cái tao vừa vô tao lo thuốc cho cậu Lê Nhu. Tao thấy cậu Lê Nhu vừa ăn xong bát cháo. Đó, ăn xong bát cháo rồi cái cậu Lê Nhu nói nắm tay cô Quanh Kiều. Nữa hả? Kiều ơi, cậu Lê Nhu nói nè. Nói sao? Kiều ơi, lo lắng cho Nhu như thế này thì biết bao giờ những thâm ân này Nhu trả cho hết đây. Mày ráng ém chút nữa mới giống cậu Lê Nhu. Kiều ơi, đêm nay có ai ta giữa một khung trời vắng lặng, tiếng dê nỉ non cũng ngỏ lời yêu thương. Rồi giống quá. Kiều có thấy không,
Kìa trăng đêm nay cũng vừa mới lu, Kiều hãy cho anh... Thằng giả gì mặt mày vô mày? Tự nhiên tao đang nói mày làm giả tao. Mày đừng có đặt chuyện hả mày? Tao đặt chuyện gì? Mày nói là bữa hổm cậu Lê Nhu nói là trăng sáng quá. Đúng. Cậu Lê Nhu hung cái má. Đúng rồi. Rồi bữa nay mày nói cậu Lê Nhu nói trăng vừa lú là... Hiểu rồi, con hỏi gì thế nghe. Tao nói cái dễ nhảy hỏng nè. Tình cảm bị đát lắm. Mà đừng nói bậy nha. Kiều ơi, trăng đêm nay cũng vừa mới lú. Lú nữa. Kiều hãy cho anh có đôi lời nhắn nhủ là... Chắc đâu bây giờ. Trời đất ơi, trời nửa đêm đứng canh gác để mà mày la làng. Cái đó là quân giặc tới cắt cổ sao mày? Đang hứng, đang hứng. Mới nói có bóng đèn xuất hiện rồi. Núp vô, núp vô, núp vô. À, có anh. Anh Lê Như ơi. Anh Lê Như ơi. Trời ơi, không ngờ cô Quanh Kiều võ nghệ cao cường quá. Mới giỡn chút xíu dính một chiêu liền. Sơ sơ thôi. Trời, Nghĩa Quân mà, Nghĩa Quân là nữ, cô Quanh Kiều giỏi giỏi lắm á. Xíu nó tồi mạng rồi. Cái gì vậy? Cái gì hai đứa làm gì vậy? Quanh Kiều xách đồ đó. Xách gì đó cô Quanh Kiều? Cháo. Đó, thấy không? À, biết rồi, mày biết cô Quanh Kiều thấy anh em mình canh gác khuya cực khổ này, nấu cháo cho anh em mình ăn đó. Ê, không dám đâu. Có đâu, đúng rồi, cô Quanh Kiều không có đâu. Tụi mình không có cửa ra cháo này, biết có ai không? Có ai? Cậu Lê Nhu đó. Nói cậu Lê Nhu ăn. Chứ sao? Hèn chi hăng. Hôm rày tao thấy cậu Lê Nhu mau qua bình phục sức khỏe này, chắc nhờ ăn cháo cô Lê Kiều rồi, cô Kiều nấu phải không? Cháo cho thuốc luôn đó. Mà cậu Lê Nhu nè, tôi nói mày nghe nè, cậu Lê Nhu nói thiệt nha, thương cô Kiều lắm á. Thôi đừng có nói tầm bậy à nha. Mà thương đúng không rồi. Không có đâu nha, nói vậy anh giận đó nha. Anh có yêu thương. Tôi đâu. Anh yêu. Yêu. Không có yêu, không có yêu nữa. Không yêu hả? Ừ. Sao cô biết? Thì tôi biết chứ, trời ơi. Bây giờ cô muốn biết sự thật là cậu Nhu có yêu cô hay không phải không? Bây giờ vậy nè, bây giờ cô Kiều có vào trong. Đó là cô Kiều mới biết là cậu Lê Nhu có thương cô Quanh Kiều hay không. Đúng rồi. Vào trong chi? Dạ không phải, tôi em nhiều chuyện. Núp vô đi, biết sự thật liền là lẽ đi. Trời ơi, mau lên, mau lên. Núp vô biết liền chứ gì. Mau lên. Cậu Nhu ơi, cậu Lê Nhu. Khỏe không cậu? Dạ. Anh đi được cuộc tứ tung đâu rồi hả? Dạ, tứ tung đang lo công việc. Rồi em bây giờ phải vừa gác vừa canh này cậu. Ủa? Vừa gác vừa canh là sao? Dạ gác là em gác chừng tay ôm mỏ cầm kiếm coi chừng quân địch. Còn canh là em canh chạy ra chạy vô coi cậu có sai biểu em điều gì không. Giỏi quá ha. Dạ em giỏi từ khuya rồi cậu. Đó bây giờ đó cậu thấy không? Bây giờ em phải vừa canh vừa gác nè. Sao được canh gác nữa? Dạ đó hồi nãy nó giống nãy gác canh phải không? Dạ. Bây giờ canh gác là sao? Dạ nó khác nhau chút xíu rồi cậu. À, bây giờ vừa canh vừa gác là vừa canh là canh siêu thuốc cho cậu. Còn gác là em gác coi chừng cô Quanh Kiều có về hay chưa. Đó là vì cái người mà ta đau đó cậu. Đó ta hay ha. Dạ hay trong ngóng lắm cậu. Dạ. À, Minh Tàng ơi. Dạ. Tôi muốn nói với Minh Tàng hiểu trên này nè. Là tâm hồn của tôi đó. Dạ. Với Quanh Kiều. Dạ. Lúc nào đó cũng trong sáng tính anh. Dạ. Như ánh nắng buổi ban mai về bình minh mừng chim hót. Không ai nói ai một điều gì phiền muộn. Thiệt á, dễ không cậu? Thỉnh thoảng mới trao cho nhau từng chén cơm bát nước, từng những lời dịu ngọt đoán trang. Cũng bởi vì thế cho nên để dắt nhau thì thấy nhớ, mà gặp nhau thì thấy mến mến thương. Vậy cậu nói sao? Cậu nói hơi hơi là người ta đã biết rồi. Thôi đừng giấu hoài cậu ơi. Tôi nói tôi cảm thương cô Quanh Kiều đã hết lòng lo lắng cho tôi. Dạ nói cho vui với cậu vậy thôi, em đùa với cậu cho vui, thấy cậu mới khỏe em mừng.
cho nó chứ tự cô Quên Kiều lo cháo lo thuốc cho cậu vậy, hái thuốc giữa đêm rừng gà gái vậy đó, em thấy là cậu thương là phải rồi. Thôi bây giờ em đi lo công việc của em nói chuyện với cậu nữa đâu, để có người ta cần nói lại nói với cậu nghe cậu. Minh Tàng. Dạ em vừa canh vừa gác. Cẩn thận coi chừng quân địch. Không, ta không có quyền nói yêu khi nàng chưa quên dĩ vãng. Ta không có quyền nói yêu khi trách nhiệm nặng quăng vai. Ta không có quyền nói yêu dù ôm ấp từ bao ngày. Một hình bóng, một nụ cười bên gánh con. Trời ơi, tại sao ta không cân cản được lòng mình, mà tại sao ta lại đi yêu quanh? Anh Lê Dung, có phải là anh yêu em? Không, không có, đâu có nói. Có, em nghe rõ ràng. Nghe sao? Thì anh nói là anh đã yêu quanh, mặc dầu chưa có chữ Kiều, nhưng mà em biết thế nào lát cũng có chữ Kiều à. Nếu mà Kiều không nghe rồi thì tôi nói như vậy. Anh nói sao? Nói là Quên Kiều đó, tội nghiệp Quên Kiều quá đi. Nào là cực khổ nè, lo luyện ngựa, luyện binh, rồi thức khuya dậy sớm để lo cho tôi từng chén thuốc. Thì cũng đâu có bằng anh lo cho em. Hả? Em nhớ nè, anh nhớ cái bữa mẹ em đau đó, cái em làm bộ em nằm, cái em nghe anh nói hết trơn à. Nói gì? Anh nói Quên Kiều. Hả? Em hãy ráng sống nha. Nếu mà em chết rồi thì anh phải làm sao đây Quên Kiều? Đây em nghe anh nói vậy đó. Tôi nghe vậy. Dạ. Nếu nghe vậy thì đó chẳng qua lo cho nhau là vì tình chiến hữu mà thôi. Hả? Lo cho nhau chẳng qua là tình chiến hữu mà thôi. Có phải anh muốn nói? Tôi muốn nói rằng tôi không thể vượt xa hơn tình chiến hữu để làm hoang mang tư tưởng để chứ đâu có quyền lạc lòng tâm tư. Tôi những đêm gối kiếm nằm sương, nghe hơi gió mang về hơi lành, mà lòng tôi bỗng mơ tương chút hơi hồng, rồi hốt hoảng quân quân như tự mình gây ra tội lỗi. Tại sao là tội lỗi? Đâu có ai ngăn cấm một chiến binh vọng tưởng đến tơ duyên, miễn tơ duyên ấy đẹp tình hợp ý. Quân Kiều ơi, tôi vẫn biết rằng không ai ngăn cấm, không ai ghét giận gì tôi, nhưng tự mình phải biết tròn niềm vui trong nghĩa. Tự nhủ đừng mộng đừng mơ trong đêm vắng căng tàn, dù mộng mơ kia có tươi có đẹp cũng đâu dễ dàng mang lại niềm vui, vì đôi vai còn gánh nặng nước nôn chưa trút nghĩa được phần nào sứ mạng. Sợ nỗi yêu giữa cơn sẽ làm cho nứt rạn nghĩa tình nhau.
giờ nghĩ sai về tình nghĩa. Khi đề cập tới Oanh Kiều trong câu chuyện tình yêu, nhưng có lẽ anh ngại ngùng bài tỏ, cứ lặng thầm ôm ấp nỗi niềm riêng. Rồi tội rồi đau rồi buồn rồi khổ, nên cứ tự trách mình chứ với bớt ưu tư. Anh ơi tôi hiểu tình anh qua nhiều đêm gió lạnh, anh đã nhường trăng ấm cho tôi. Đến những khi trên chiến địa ngược xuôi, anh luôn nâng đỡ tôi qua đèo thác gập ghềnh. Cảm ơn Oanh Kiều đã hiểu được lòng tôi. Nhưng sao anh? Nhưng sao? Nhưng trăng lên rồi kìa. Thì trăng lên. Trăng lên. Vậy thì bây giờ thôi, Oanh Kiều ở đây để rồi anh còn đi gác nha. Dạ. Đi gác nha. Dạ dạ. Oanh Kiều lo công việc của Kiều nha. Dạ dạ. Hẹn gặp lại nhau nha. Dạ. Đi Kiều. Ê khoan. Một cái gì nữa vậy Kiều? Cháo. Trời nè. Ơi. Ăn đi. Còn nóng đó. Cháo nữa. Ừ. Trời đất ơi, lo lắng thế này chứ măng nợ suốt đời sao trả nổi đêm biết. Kỳ cục. Mỗi lần gặp cái trăng lên nè. Kỳ. Đứng lại. Anh em đâu? Anh em đâu? Dạ khoan. Thưa bà, tôi xin bà đừng gọi anh em bắt trôi. Hãy để cho kẻ hèn này được nói một vài. Nơi đây có ba dòng quân canh gác, ông lẻn được vào đây thì chắc chắn ông là quân võ thắng. Anh em đâu? Dạ không. Bà ơi, tôi chỉ là một kẻ nghèo hèn. Lẻn vào đây khi vòn trời đã ngã bóng hoàng. Tôi phải lần tới bụi cây bên bờ suối cạn dãy Trường Sơn. Khi thì ẩn núp, lúc phải bò trường quá dốc đá. Đến được đây lúc trăng treo cành lá. Đến được đây khi tiếng mõ nồi liên hồi. Tôi đến được đây dù có chết cũng vui, vì lòng quyết đơn như niềm hy vọng chốt. Nhưng tôi muốn biết ông đến đây để làm gì? Tôi muốn tìm đến một ngôi mộ đơn độc, được vùi chôn trên dốc núi đồi xa. Chỉ có một con đường này dẫn đến đó, cho nên tôi liều lĩnh cúi xin bà cho phép. Không, nơi đây không có ngôi mộ nào hết. Ông lẻn vào đây thì ông là quân võ thám. Đi, đi nhanh đi, không tôi sẽ giết ông. Bà, tôi xin bà hãy thương hại cho một kẻ chính
là một con thú điên đang bơ vơ lạc lòng giữa dương trần. Mà ai ai cũng lánh xa tôi như kinh sợ tử thần, ngay cả kẻ ban cho tôi quyền gì cũng khiến tôi bất tài đã nó xua đuổi tôi. Nhưng biết về đâu với một thân thơ trôi, tôi phải lần về nơi xó rồi tôi dừng lại. Những lời con nói dường như một kẻ đã đi xa, vừa trở về đã nghe tin sét đánh. Có phải như vậy không? Có phải như vậy không? Dạ không không bà ơi, tôi không phải là người vừa hay tin sét đánh, mà chính tôi đây là một tội nhân đã vùi lấp trong tim một bóng hình cao cả. Chiếc lau tàn trong cơn gió lốc dội lìa cành không biết nào. Bước cùng đoàn tôi ta tiếc nhớ mộ cha nên băng qua con đường đông đau. Nếu đêm nay tôi không được quỳ hôm nay tôi lại lấy tấm chân chân rồi mà đi vào thành đường. Nếu đêm nay tôi không được quỳ bên ngôi mộ thắp hương xuống, nhưng tôi biết ông là ai. Trần Vinh, Trần Vinh. Mới hôm nào ông còn làm hùng làm hổ, sao nay lại tàn tạ như thế này? Ông lén vào đây thì chính ông là võ thám. Anh em đâu? Dạ không. Giết. Dạ không. Quách Kiều, hãy giết tôi đi. Trần Vinh nhung nhớ thân phận vì tham chức Trần Vinh ơi, anh trở về đây với lòng ăn năn sám hối. Nhưng mọi chuyện giờ đây không còn như xưa nữa, vì tình yêu dành cho anh không còn trong tâm trí của Quanh Kiều. Phản lại quê hương xứ sở, bỏ cha già và bỏ cả tình yêu. Giờ trái tim tôi đã trao cho người khác, xin đừng nghĩ gì khi trở lại nơi đây. Hãy tha thứ cho tôi sẵn sàng chịu chết. Được chết bởi tay em là tôi mãn nguyện rồi. Trần Vinh, gươm nghĩa sĩ không tha người phản quốc, nhưng cảnh tình này vui chua xót làm sao?
Xin... Cái... Trần Vinh! Khoan! À. Khoan! Anh Lê Như! Anh Trần Vinh đã ăn năn sám hối và đã trở về với cội nguồn. Anh em, đưa anh Trần Vinh đến tạ tội trước một sư phụ. Đi đi lên! Từ từ, dạ xin đa tạ Lệ Thủy. Trời! Đi! Xin cảm ơn thanh kính. Đi! Đừng làm quá hoàng tơ, từ từ. Khoan! Còn một người bạn thân của Lệ Thủy nữa cũng muốn rất là ái mộ Hoài Thanh, muốn tặng quà cho Hoài Thanh chút xíu được không? Đây. Bạn ơi, lẹ tặng quà, qua đâu? Đây. Minh Dương, trời ơi, tôi tưởng ông tới rồi. Thầy ơi, gì đó? Đây nè, qua nè, qua nè. Đã tặng đi, tặng Hoài Thanh đó. Dạ. Tặng quà. Đây cho mấy đô. Em. Alo. Quá trời. Chúc mừng Hoài Thanh. Minh Dương đến đây để tặng Hoài Thanh bó hoa và chúc mừng, chúc sức khỏe Hoài Thanh, mong rằng Hoài Thanh luôn luôn mạnh khỏe để mà còn đứng trên sân khấu để diễn lúc nào cũng để cho khán giả xem. Cảm ơn Minh Dương nhiều lắm. Tôi tưởng ông tới. Bây giờ tới đây thì sao, có gì để tặng cho Hoài Thanh nữa không? Ngoài cái bó hoa. Dương ơi, giờ ông lại tới đây rồi tặng bông rồi đi về sao trời?